Quay lại trở lại channel của mình và mình là Huy đây. Bây giờ ngày hôm nay mình sẽ đóng một trò chơi có tên là IU thì không đọc kịp luôn ấy. Mới vô mà chữ này đọc ai có kịp đâu. Ok, đây mình sẽ thử tất cả các bạn chơi. Cái này mình tải hơn mấy ngày rồi các bạn ạ. Đó hơn mấy ngày rồi. Và chơi luôn nha. Đầu tiên trò gì đây? Ái da, trái da. Cái này. Nhưng mà mới vô thì nó sẽ quảng cáo. Ôi, may quá không phải. Nếu các bạn muốn mà không quảng cáo thì bắt buộc các bạn phải mất cả 8.000 thì nó mới không quảng cáo nữa. Khá đắt tiền ấy. Đường tắc nè, đường tắc riêng. Còn có đường tắc riêng của tôi đâu. Yo, mình có thể đứng ở trên vài quanh mà mình cũng ngã xuống chiếc nào luôn. Thế mình bờ rồi chưa? Trò này tổng cộng là có 60 người chơi trò này các bạn ạ. Khá là nổi tiếng, hơn tận khoảng 7 triệu người đang chơi trò này. 7,6 triệu luôn chứ ai đùa đâu. Đó, biết ngay được quảng cáo nữa mà. Đừng có quảng cáo nữa là vừa rồi. Có quảng cáo mà. Ok, xong rồi. Quảng cáo xong rồi sao bấm khó đấy nhỉ? Rồi, vỗ. Xe hát vào đây. Nó bắt mình tải nó rồi các bạn ạ. Đang cho mình bắt mình tải. Winning One làm cái gì? Đấy nhé. Chơi trò này hay nè. Trò này nó mới ra từ năm 2021 rồi đấy. Khá siêu. Mà một cỏ nữa, mới được. Chơi nào. Ok, vô này. Mà vấn gì đây, trò gì đây? Cái này. Mình cũng chơi trò này mấy ngày rồi mà. Nhưng mà mình chơi cũng rất rồ đấy. Trời ơi, cứu tôi. Ok, tôi đã xong một ván thứ nhất rồi. Ván thứ nhất thật là dễ dàng luôn á. Tiếp nào, trò gì đây? Ái chà, trò cướp vương miệng ra. Ở ngoài. Mày đang chơi thì mẹ mình hỏi à. Thôi kệ đi, không sao cả. Mình xong đâu, quay video để ái chà. Chơi nào. Rất dễ rồi. Đúng rồi. Chơi nào.
thích nghịch trại đó. Mình đã thắng rồi. Đủ tiêu chuẩn rồi. Đó, thắng rồi. Rồi tiếp nó lại quả cà tiếp. Nhìn nha cả. Wow. Wow. Không cám ơn nó ghi. Thì hơi ngõng tí, hơi ngõng tí. Không cám ơn là sao? Không cám ơn à? Mình rất là thắng game mà nó không cám ơn. Đây này, tắt 4 tắt quảng cáo thì phải mất 6.000 luôn á. Ok, bây giờ mình đi mua nè. Mình sẽ mua quần này. Được. Ok, mua luôn. Ớt tớ tớ. Đã chọn nó đâu? Đây nè, mới nhất của mình luôn. Ôi, quần chi đâu mà khóc vội sợ. Trời ơi, quần chi mua nè. Mua mình tải từ xưa rồi, chứ không phải từ bao giờ. Từ xưa mình hay tải mini mua lắm. Mình rất thích tải mini mua nè. Ngày xưa hay như vậy, mình rất thích tải mini mua. Mua nè. Có lúc nào mình không tải mini mua. Ngày xưa lúc mình 4 tuổi là mình hay tải mini mua luôn á. Có lúc anh mình xóa game mini mua là mình tải lại. Mình rất hài hước nha. Cứ làm như thế mà ổn. Rồi làm như thế hoài luôn á, hài hước thật đấy. Mình chưa chi mới vào mới nhà một rồi. Siêu trò. Rồi mà bớt đi khá nhiều người. Lúc nào rồi ai đá bóng rồi. Đá bóng rồi, đá bóng. Mà chắc. Ủa, ở trên nhé. Cái gì vuông nữa à. Nghe nói rất tê đến tí mà. Đến quận nó cũng không giống quá. Trò này dễ nhất rồi đó mình. Nó thì chẳng vật qua được. Ơ đi tung vào chơi đi chứ. Năng lát game. Mình đứng mình dạy nhưng mình vừa nãy tung nữa. Đang ở ngoài. Cứ hỏi con. Ok. Chưa. Bờ rồ chưa. Bờ rồ chưa 16 người. Thế. Cái này hiệu quả. Thôi đây trò này chưa rất dễ nha. Rất có nhiều người vượt qua được trò này. Dễ. Rất dễ à, các bạn ạ. Dễ à, các bạn ạ. Dễ à, dễ, siêu dễ luôn. Siêu dễ luôn, dễ. Dễ luôn. Đó, luôn nó cho mình chơi đá bóng rồi. Đấy kìa mình rồi. Đầu tiên cứ đá bóng rồi, chúng ta phải đá bóng rồi. Trời ơi, đội băng mà có mắt đỏ. Nào được. Đấy, đấy, các bạn thấy chưa? Đầu tiên phải chạy ra đằng sau khi mình có quả bóng chạy ra đằng sau này. Nó sẽ vô, nó ghi bàn nó. Mình sẽ đứng ở đây mà làm cầu thủ này. Ok, chạy sang cơ hội này. Cơ hội đó, cơ hội của mình lấy nữa. Em thắng làm rách chứ. Chứ cả ngày con có động vào đâu. Ờ, mẹ sao á. Ui hai, ghi hai bàn luôn. Ghi hai bàn một lúc các bạn ạ. Ở đừng. Đừng có ghi bàn mà. Đừng. Ui á, cái quả bóng kia sao đi đập đầu tao. Trời ơi. Ghê, thủy tư thả luôn. Thấy chưa, lúc nào mà cũng bờ rùi trò này á. Và thế chứ mới là ôm chồm trò này chứ.
Trời ơi, bạn nào gặp mình thua ngay luôn. Đến cái ván final rồi. Đến cái ván final rồi đã quảng cáo tiếp mà. Cái này quảng cáo rất nhiều luôn. Mình rất chán cái trò này. Trời ơi. Trò chơi này á, lúc mình gọi là mình thấy mình rõ là một cặp cổ đúng không? Sao mình có thể sụp đồ và có thể lấy riêng để đi qua? Ôi dồi ôi, mình sẽ không bị sao đâu. Ôi dồi ôi, mình có một kỹ năng này. Trời ơi, kỹ năng này hơi cù nha. Kỹ năng này cù. Được chưa? Rõ chưa? Chỉ có người duy nhất mới làm kỹ năng này thôi. Đó, mình thắng đây này rồi, đi. Bơ rồi đạt danh hiệu. Chắc chắn là sẽ đạt danh hiệu thằng này luôn. Bạn thấy rồi chưa? Có đây rồi mà còn quấy. Sẽ bảo được con gấu trúc rồi nè. Wow, con gấu trúc này VIP lắm ấy. Bạn phải mất tận 20.000 cái kim cương kia mới mua được. Wow, mình chơi nó được hơn 5 ngày rồi. Được phết. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc video của tôi. Các bạn thấy video này ngay rồi, cho mình đừng nói là sau và đăng ký subscribe kênh lớn khi mình nhận thông báo được kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.